3 phần bất lực, 7 phần sợ ngủ sofa. Sự khác biệt của Chris Van khi dạy vợ chơi game lúc chưa cưới và khi đã cưới kiểu... Lúc hai người chưa cưới nhau. Trời, cái nhà bên đây nè má, ở phía sau. Trời đất ơi, đi lùi nó, quay cái đầu lại. Quay con chuột, Trời đất ơi, cây con mơ tôi tức quá mà. Dở con chuột lên quay tiếp. Rồi mệt quá. Quay qua nữa rồi, trời ơi. Rồi sao? Rồi đi thẳng vô. Thấy cái nhà không? Rồi quẹo, quẹo trái. Trời ơi, quay con chuột đi. Đó. Cái đó là cái thùng, không phải cái nhà. Trời đất mẹ ơi. Thấy cái lỗ, chưa vô. Trời đất. Từ nè. Tức quá. Lúc hai người đã cưới nhau. Cái thằng kia. Double jump nha. À. Kêu thông minh lắm á trời. A à, xong A cái nữa sẽ là double jump. Nhớ là chọn hướng nha. Định hướng. Thế từ từ. Cái là nhảy qua. Ngu vậy trời. Nhảy sớm quá, từ từ. Nhảy rồi nhảy nhảy cái nữa. Bấm từ từ. Ý là nhảy giữa không trung rồi nhảy cái nữa, hiểu không? Qua đó. Trời đất mẹ.